với lại các bạn. Hôm nay mình giới thiệu là tại cảng Sài Gòn thì cập bến đó là con tàu 5 tầng cao màu trắng, tàu khách, và kế bên đó là tàu nhà hàng phục vụ ăn uống cho khách du lịch trên sông. Nhìn từ xa nó cũng đối diện với là khu vực 2 và thấy building rất là nhiều, building lớn này. Đó là những cái tòa nhà chung cư. Đây là con tàu khách lớn, nó chứa rất là nhiều khách, và xung quanh các bạn thấy con tàu cứu hộ, những tàu nhỏ, tàu pháo, tàu tên là Nautica. Kế bên là tàu nhà Aliza, tàu này nó phục vụ khách ăn uống trên sông Sài Gòn vào những cái buổi trưa hoặc buổi chiều thì đều có khách rất là đông. Tàu ở đây có 2 chiếc, 1 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn. Thì tàu mình đang đó là tàu lớn này. Các bạn thấy kênh mình hay, các bạn nhấn subscribe và like để ủng hộ cho kênh chúng tôi để phát triển thêm nhé. Cảm ơn các bạn.